Về tới rồi. À đó. Đó, ông đó đập gắn đó. Sao ừ. Mà nằm trong bụi xả ha, lạ thiệt luôn á. Lần đầu tiên con mới nghe. Chú chưa? Dạ con chào chú. Đây là người anh hùng đã đập chú rắn quằm quặp từ bụi xả này hả chú? Dạ, chú đập đó là lúc mấy giờ chú nhớ không chú? Lúc cắn bả 3 giờ rồi bả chạy xe về trời đó, bả lên đây bả chỉ rồi tôi đập luôn. Đó là vợ của chú luôn hả? Dạ. Dạ cô, tình trạng sức khỏe của cô sao rồi chú? Bây giờ cũng đỡ đỡ rồi, đêm hôm là gỡ cái ngón tay út nè. Dạ, gỡ ra luôn hả chú? Là tháo khớp ha. Dạ, tháo hai khớp. Dạ. Trời ơi. Mà sao mà rắn mà nằm trong bụi xả lạ quá chú, con thấy rắn độc mà kỵ xả lắm á chú. Bởi vì hồi nào giờ người ta thường thường trồng xả mà chống rắn mà sao bây giờ nó vô bụi xả gì mình có biết được đâu. Dạ. À. Mà thì cũng như là lúc mà chú đập con rắn đó là lúc đó là ở dưới con rắn nó có đẻ trứng để gì không chú? Không. Không có cái gì dưới này. Thiều nó lên không có trứng gì hết trơn rồi tôi đập cái đó tôi để đó sợ phức ta thấy tôi mới đem qua gốc bà đằng tôi để bên đó đó. À. Đây hiện tại là xác của chú rắn là đem về bệnh viện Cần Thơ rồi. À. Bác sĩ nó có mổ ra gì con chấm nó có trứng có gì không chú? Cái đó lúc đó là mình không có biết rồi, đâu quan tâm tới vụ đó đâu, đưa cho người ta ta chụp hình rắn thôi chứ mình lo vợ mình chứ đâu có đó vợ gì. Vậy là người ta cũng không nói gì ha. Không. Nhưng mà tôi theo đúng tôi đoán là cái con rắn đó chắc nó có chữa trong bụng. Dạ. Bây giờ nó mập cũng quay ha. Mập hả chú? Mập. Chắc nó chuẩn bị nó quậy ổ nó đẻ. Chắc vậy quá. Rồi lúc chú ra là nó có phát hiện ra chú không? Nó có hung hãn giống như nó đã từng cắn người khác không? Không. Hay nó chỉ nằm nó nằm đó sao mình cầm cây dài mình nó đặt kiểu nó vậy đó. Dạ. Mình giờ mình thấy nó rộng cho mình phản xuống rồi bắt đầu nó dãy nó trồi ra thì mình đập bồi vài cây nữa thì cho nó chết luôn chứ. Dạ. Đâu có dám lại gần nó đâu. Dạ. Con cũng chưa nghe rắn quằn quặp tượng chắc như nhìn ghê nhỏ, ha. Nó bằng cái ngón tay mà nó này nó bằng giò cái à. Giò cái luôn hả? Bằng giò cái à, dài cái dài à. Dạ. Nhỏ mà cắn cũng độc. Chị hơi lạ ha. Ờ. Dùng núi nè, làm cái thầm tí cắn gắn làm như nó tu nó gắn thần đó. Chú tin không? Nó trở thù á, ngày xưa con nghe kể ha những cái con rắn mà hổ này kia ha, nếu mà là mình đập chết một con còn là nó về nhà nó trả thù á. Hồi xưa thì người ta nói mà rắn bự chứ mình dùng không biết rắn nhỏ rồi biết làm sao. À. Chú đập cái chú mà rắn đực đó là cách đây được bao lâu rồi? Cỡ 20 ngày nửa tháng đi ạ. Dạ. Rồi sau khi là cô ở nhà ra hái bụi xả là bị chú rắn cái còn lại cắn. À. Thì chú có nghĩ là rắn đi cặp trả thù không chú? Thì lúc đó mình cũng đâu có nghĩ là nó biết nó trả thù hay không. Mà cuối cùng sao lại bị rồi người ta mới nói. Dạ. Rồi nó trả thù đó. Dạ. Rồi mình thì thôi nó trả thì nó trả đi chứ biết sao gì cái chuyện nó qua rồi á. Dạ. Thì mình miếng nó trả thù mình đập hai con mà đập chết hết thì còn đâu nữa mà để trả thù. Dạ. Hèn chi nãy con có hỏi chú mà chú rất là tự tin luôn, chú nói có một con à, là trước đó là chú đã đập chết một con trước rồi. Bởi vì cái con trước thì mình đâu có quan tâm đó đâu, mình đập rồi. Dạ. Là con trước to không hả chú? Nhỏ. Cũng nhỏ luôn. Nhỏ hơn con cái. Đập trước đây là khoảng hơn nửa tháng. À. Rồi nửa tháng sau thì cô là vợ của chú, người trong nhà ra cũng hái xả tại cái nơi này luôn. Dạ. Là bị chú rắn cái còn lại. Ừ. Phập là phải đi tháo khớp luôn. À. Thì ở đây là dùng bãi núi thì cũng nghe rất là nhiều cái câu chuyện mà tâm linh đó chú. À. Thì chú có nghĩ là do chú đập như vậy thì chú rắn cái đi còn lại trả thù không chú? Thì mình thì không có quan tâm tới đó, mà người ngoài người ta nói là nó đập một con còn một con. Bị người ta hỏi gì còn con trả thù nghe người ta hỏi. Dạ. Nó có vụ trả thù tôi không sợ rồi, bởi vì hổm chỗ đó tôi đâm con rồi cắn được rồi đó. Dạ. Người ta nói mình mới nhớ lại ha. À. Dạ. Rồi đó thì bây giờ tôi nói vậy là hai con tôi đập hết, một cặp nó đập hết rồi đâu còn đâu nữa để trả thù. Dạ. À. Tại cái này là mình nghĩ gần là tại vì là chú đập con được trước rồi. À. Là con cái sao là như là nó trả thù á. À. Tại vì con nghe là những người xưa như ông nội con kể đó. Ừ. Là nếu mà đập rắn là phải là đập cho chết, chứ còn nếu mà đập nó mà sống lại là sau này nó về nó trả thù. À. Cũng như là người xưa người ta kể vậy đây. Dạ. Về vậy thôi. À. Rồi nhầm gắn á, mà nếu mà mình chặt nó đó mà đứt cái đầu mình phải đập cho đầu nó chết, còn nếu cái đầu nó không chết thì nó về mà nó bò ngay trước cửa mình á, nó đợi mình. Đúng rồi, nghe hồi xưa ta nói. Dạ. Là con rắn mình chặt cái đầu mà còn khúc mà cái đầu còn sống là con rắn kia nó tha cái đầu lại dưới cửa. Dạ. Nhà mình đó. Dạ, nó tha nó bỏ ở trước cửa đó. Ừ. Rồi nếu mình đi vô là. Ừ. là nó cắn nó trả thù. Ờ. Ừ. Thì con chỉ nghe vậy thôi. Cũng nghe nói á. Không biết thì có hay không thì mình cũng không biết, để con tìm những cái sư mà có, ở trên có. Núi. Hồi đó ông già. Dạ. Tôi còn sống còn nói vậy đó. Dạ, tu lâu á. Ừ. Hỏi nó chỉ mà hồi trước mà nó có đi cái cầu tre đó. Dạ.
có cổng tre mà mấy con rắn lúc đó thì nó không có tha vô nhà được, nó tha vô cổng tre cái mình đi ngang mình kiểm lần lần á là mình nó trả thù mình là lúc đầu qua nó quặp mình đó. Dạ. Yeah. Vậy đó. Thế bây giờ chú có tin cái câu chuyện mà rắn nó trả thù chưa chú? Rồi cũng nghe vậy là tin rồi đó. Dạ. Tại vì thấy trước mắt nạn nhân chính là người vợ của mình. Dạ. Rồi mà trước lần đầu tiên lý do tại sao chú lại đập cái chú rắn đầu tiên chú rắn được chứ? Bởi vì bằng đêm nè nó nằm ngoài đường nè, mình biết là con rắn đập rồi. Dạ. Nếu mình không đập thì mình đã có ai đi bộ ngang mà lỡ không có đèn thì đập ngay nó thì nó cắn rồi. Dạ. Đó mình thấy vậy cái đó mình phải diệt nó chứ để nó làm chi? Dạ. Đó. Bây giờ tới đây cái vụ này thì chắc cái vui vui hơn là trả thù là chắc ăn rồi đó. Thì mình tiêu diệt nó thì nó cũng qua đi, cũng đỡ đi. Dạ. Ông bà xưa là rất là lâu rồi thì nói xã là không hề có rắn, xua đuổi rắn. Thì qua cái ngày hôm nay thì chú cũng muốn đôi lời gì nhắn gửi đến quý bà con mà ở vùng cao cũng như là ở đồng bằng, khi mà trồng xã mà nơi có rắn độc thì chú có muốn đôi lời gì gửi đến quý bà con không chú? Thì bây giờ cũng khuyên bà con vậy nè, đáng dụng cũng phải cảnh giác, muốn bức xã bức gì cũng phải lấy cây dạch kiều rồi dòm ngó đàng hoàng. Dạ. Hả bức. Dạ. Chứ gì là cho nó an toàn, chứ nếu mà khơi khơi thì nó xảy ra chuyện nó khổ lắm. Dạ. Vậy đó. Dạ. À. Bây giờ chú có thể khẳng định lại một lần giúp con là xã không có đuổi được rắn độc không chú, để cho quý bà con cô bác cảnh giác về. Thì nếu mà nói vậy thì nếu nằm vậy thì chắc là mình nói theo hiện tại thì chắc không có đuổi được rắn độc rồi. Dạ. Nếu mà đuổi được thì nó đâu có vô trong đó. Dạ. Mà nằm nó quần ổ chổng luôn. Dạ. Dạ. Thì nó cắn nhau quý vị. Thì quý vị cẩn thận, không phải trồng xả là đuổi được rắn luôn nha quý vị. Thực ra rắn ở chỗ nào cũng được, nó chỉ núp mát được. Dạ, núp được, an toàn được là nó cứ núp à. Và khi chúng ta tới thì nó giống như bị dồn vào đường cùng thì buộc nó phải phản kháng lại. Cũng rất là nguy hiểm. Và trường hợp đặc biệt ở đây là thấy là cô đã tháo hai khớp và anh chồng đã nằm bệnh viện được một tuần rồi. Rắn chỉ sợ xả khi mà lọt vào trong chảo hoặc là lên chảo và lên dĩa rồi mới sợ xả thôi, chứ còn rắn còn sống là không có sợ xả nha quý vị. Thì thôi con cũng cảm ơn chú đã chia sẻ nha. Dạ. Chúc cô mua sớm thật nhiều sức khỏe về với cô ha. Dạ. Mau bình phục. Dạ.